Em xin chào tất cả anh chị em. Buổi trưa, trưa của ngày mùng 9 em tiếp tục lên đồ ha. Quần áo đã qua sử dụng thì thời gian chờ đợi có nào mình xào cái đó nha anh em. Khoảng mấy hôm nữa hàng mới về được. Đây là một cái quần thủy quân vàng ha, quần của lính Mỹ đã qua sử dụng. Cái bụng của nó là 84 và căng hết cỡ là 86. 84 căng hết cỡ là 86 nha em. Dài quần là 104. Ê, quần này là quần có bỏ gối đàng hoàng nhá. Con này là 68 túi chứ không phải là quần bình thường đâu. Anh em đếm giùm em cái quần mà thêm túi là quần đó là quần đặc biệt đó. Ở đây ngay cái bọc nắp túi của nó bị sượt một chút này. Đó, nó bị sượt một chút nha. Còn toàn bộ bên này thì đều. Bên này cũng đều nha anh em. Đều hết nha. Qua bên này thì từ trên này xuống cũng đều luôn. Không? Đều luôn. Chỉ có chỗ này này. Nó bị lủng một lỗ ở đây. Đấy, em dám được báo lỗi nó nằm ngay cái túi nha. Nó lủng lỗ này nó cũng chẳng có ảnh hưởng gì hết. Tiền bỏ trong nó cũng không lọt được phải không anh em? Rồi. Phần trong con này giao cho anh em, quần vải vẫn dày đều đặn, chỉ có lủng một lỗ nhỏ, bán rẻ anh em nhé, 200.000. Mã 25, mở hàng đầu like của em ha. Tiếp một con áo beo cổ nhung này, cổ nhung mà nó hai file, anh em nhìn cái cổ này không biết lý do vì sao, trên này màu này và dưới này màu này, nó đậm nó nhạt nhưng mà bên ngoài thì đều và đẹp. Đó. Đều và đẹp nha. Ở trong này thì có một cái tấm này. Mà tấm này là bằng chất gió. Chất gió nha. Tấm này này. Còn ngoài ra không thích cắt đi cũng được. Em đo vai và chiều dài. Vai của nó là 48. Dài áo là 72. 48, 72 ạ. Hai túi này nha anh em. Ngoài này chất vải xưa. Chất vải là cái sợi vải to rất là thoáng mát luôn. 24 túi này. Ở dưới nách có cái lỗ thông hơi nha. Áo này đang mới đẹp lắm à. Con này đang mới đẹp nha. Ở trên này có bọc vai mà thực ra em không biết con này là của nước nào ấy. Nó ghi ở trong là cái gì Aparan mà trên này là có một cái khẩu súng. Nói chung là không biết nước nào hết. Nó ghi tiếng Anh không ạ? Áo beo đẹp, phong cách đẹp. Bốn cái túi nha, hai túi trên hai túi dưới này. Con này là đó, con này là 70 đến 80 ký, đẹp 96%. Ai ưng chốt con này 300.000, mã 24. Em bán 300.000 thôi. 300.000 mã 24. Phải đưa lên đây để anh em dòm nữa chứ. Nhiều khi mà em có đọc nhầm lẫn anh em để giùm em cái giá nha. Em đọc mà em đưa lên là anh em phải so sánh coi thử là em đọc có đúng không nhá. Tiếp một con này là cái quần sa mạc. Sa mạc này là vải caro. Bụng của nó là 90 nha, bụng 90. Dài quần là 108, bụng 90 dài 108, quần sa mạc ba màu của lính Mỹ nha. Anh em nào có nhu cầu mà ủng hộ quần lao động hoặc là quần đừng nói lao động như mấy thằng này nó bị lỗi có chút nhưng mà nó đẹp lắm á. Ở đây nó bị dơ có chút siêu này, dính một chút mực thôi. Còn đẹp trai mà, không? Cái quần này anh em có thể đôn về được nhá. Ở đây có phần đôn này. Hồi nãy em nói bụng là bụng 90, anh em có thể đôn về là 85. Rồi qua thân bên này thì chỗ này nó cũng bị dơ một chút này. Anh em nhìn thấy không? Có bị dơ một chút này. Qua bên này không có gì hết. Đẹp trai như vậy á, bán giá lao động thôi nha. Bán giá lao động thôi nha. Cái quần này anh em biết không? Em mà cắt quần sọt á là em bán 300 ngàn.
cái câu này em cứ phải nói đi nói lại hoài. Quần anh em thừa sức đi uống cà phê, đi tán gái, đi giao lưu, đủ các loại bao luôn, không có sợ. Ở đây lụng một lỗ nhỏ này, anh em đừng có nghĩ là nó lụng một lỗ như vậy là nó mất giá trị. Không, nó mới chính là những cái quần mang thương tích của chiến tranh, hay còn gọi là đồ cổ, hay còn gọi là giá trị sưu tầm đồ của lính đã qua sử dụng. Còn mà đồ anh em cứ bảo là đồ mới, có nhiều người hơi kỳ tính một chút, là tức là không thích bẩn đồ qua sử dụng thôi. Chứ mà đúng chất nghĩa của lính Mỹ là đã qua sử dụng mà. Không, qua sử dụng thì nó phải có một cái thương tích, một cái gì đó kỷ vật, kỷ niệm của chiến tranh chứ, đúng không? Như vậy mới là chuẩn, là chất. Chứ có nhiều người còn mua đồ cũ, không bao giờ mua đồ mới. Mà có nhiều người thì mua đồ mới, không bao giờ mua đồ cũ. Cho nên mỗi người có một cái quan niệm khác nhau và chơi theo phong cách của mình. Rồi con này 250, mã số 22. Cái này là không có nói được, bởi vì mỗi người một cái cách chơi. Cái một con áo thằn lằn của Nga, con này chất vải xương cá thằn lằn nha. Vai của nó là 47, chất vải này thì bao bát. Dài áo 76, mới và đẹp đi nhé. Con này sơ mi và tà đuôi tôm, tà bầu. Ở sau có chiếc ben ở sau lưng nha anh em. Anh em nhìn này, phần lưng này là có một cái phần ben ở đây nhá. Áo thì bao mới và đẹp, nhưng mà có cái ben á. Bây giờ tim mà chậm ra. Rồi, mới nha, con này là 96% luôn. Nhưng mà tà bầu này có người thì thích, người thì không thích. Ai mà không thích thì phải cắt ngang lên này này, còn thích thì để về này. Rồi, chốt chúng em con này chỉ được 50kg thôi, 50-55 hết đắt. 350 mã 23, 350.000 mã 23, mới và đẹp như nghe. Thằn lằn nha, thằn lằn, nói về thằn lằn là nói về mà chơi thằn lằn mà chưa biết thằn lằn là gì là đang còn thiếu đấy. Tiếp một cái quần này của thằng Navy Seal của lính Mỹ, chất vải caro. Con này mất cái cúc đây này, nó bị mất cái cúc rồi. Anh em ở trong này có một cái cúc, anh em về đưa cúc này ra đơm ngoài giùm em nhé. Lưng của nó là bên này là lưng chun, cái bụng của nó là 92 và căng hết cỡ là 106. 92 như thế này và căng như thế này là 106 nha. Quần này là 8 túi chứ không phải quần 6 túi đâu. Dài quần là 110, chất vải caro Navy Seal của lính Mỹ. Bên này đều và đẹp nha. Bên này đều và đẹp nha. Bên này cũng đều và đẹp nha. Ở sau này có một cái tem tên này, đều hết, đều răm rắp hết. Nhưng mà con này giờ bụng nếu mà kịch ra hết cỡ thì nó hơi to, nhưng mà nhỏ hết cỡ thì anh em bận con này rất là dễ chịu. Theo em nghĩ là chơi đồ lính là con này rất là dễ chịu. Cho 92-94. Anh em nào mà bụng 92-94 là nó nằm tầm này. Khi mà mình ăn no từ nó giãn ra chút, đói nó tụt lại chút đó. Và những ai chưa chuẩn số đo của mình thì mua con này từ 94 trở đi, là anh em vô tư, nó cứ dịch ra dịch vào ha. Nó không chuẩn như mấy thằng kia mà anh em mà trật số đo phát là tốt quá. Còn con này là chơi luôn, đều và đẹp hết nha. 93-95% bán rẻ con này 400.000. 400.000 con này mà size small medium là con này là giá của nó 1.4 đó. 400.000 mã 21. 400.000 bán em còn giật mình như mình nói. Tiếp một con này của nước nào đây mấy? Nga hả? Romani. Con này chất vải kaki dày, dày nhé.
vai của nó là 55, dài áo là 78, 55-78. Áo này là áo dành như áo sơ mi thôi, hai túi trên này, ở dưới là tà ngang, ở sau nách cũng có một cái đáp ở dưới nách, cái tam giác có lỗ thông hơi nha anh em. Rồi con này là chất vải satin, nhưng mà bể mất cái nút rồi này. Satin mà dòng này cái loại sợi to lắm, rồi bể mất một cái nút, tất cả là nút đều nhưng mà bể một nút thôi. Nút này thì giờ tìm đâu ra hết. Ủa con này tem mộc luôn hả? Con này tem mộc năm 1993 này. Con này giống cái dòng mộc của thằng Việt Nam Cộng Hòa ấy, như này. Thằng Pháp và thằng Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà con này thì nó có cái tem ở đây, mình theo đây mình đọc thôi. Con này ai biết được nó là nguồn gốc thì anh em quất nhỉ. Nếu mà của Pháp, của Pháp nó cũng có một cái mộc, thông thường nó cũng có mộc ở trong, mà Việt Nam Cộng Hòa nó cũng có. Còn con này là BC. Đấy, anh em đọc giùm em cái nha. Áo còn rất là mới, mới luôn. Wow, 80-90kg, 96%, hai túi trên và dưới là tà ngang anh em. Chốt giùm em con này 300.000 mã 20. 300.000 mã 20. Nói về Việt Nam Cộng Hòa thì đúng là có mộc, nhưng mà phải biết coi mộc nha. Không phải là mộc nào cũng là của, có những của, có nên nói ra không trời. Nói chung là phải biết coi. Có những cái mộc mà hiện tại bây giờ kêu là mộc quân nhu á. À không phải mộc quân nhu. Quân nhu là của lính Việt Nam, lính Việt Nam thôi. Mộc của ông gì lâu ngày quên tên mất rồi. Vẫn có mộc đàng hoàng, nhưng mà nếu mà chuẩn thật, nói tới đây ngưng cho nó nhanh. Rồi tiếp một con áo compact, áo compact của lính Mỹ, áo thun nha, có dây keo cổ, nói tàu lao cái đao anh em ơi. Con này ở trong này cái tem này nó bị xước mất rồi. Nói chung là dòng chữ đây là cái mộc chữ mã số size, nói chung là thông số về con áo này. Con này tương đương với size XL. Bề ngang của nó là 57. Bề ngang 57, dài áo là 77. 57 thì con này là 75 kg đến 85 kg, 75 đến 85 là bận thoải mái. Còn mà bận body là 90 kg trở lên. Dây kéo cổ nha anh em. Áo thì nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng mà tem thì nó mờ mất rồi. Áo thì còn ngon lành quá, đúng không? Ngon lành cái táo này nó còn mướt lắm. Ngoài này trong này đang mướt lắm, múc mít luôn, đều màu luôn. Này tem trên của con này hơi bị độc, cái là có cả tem ở ngoài này này. Mấy con dòng bình thường không có đâu. Như cái cổ này. Rồi con này là 93-95%. Chốt cho mấy em con này 350. Mã số 19. Vì nó mờ cái tem thôi, chứ còn mà mờ tem em mới quất 93-95 thôi. Tiếp một cái quần này multicam chất vải chống cháy, chất vải của lính Mỹ nha. Con này là bụng 90, căng hết cỡ là 92, nhưng mà anh em cho 90 cho nó thoải mái. Dài quần là 116, quần này là không có đôn, không có đẹp gì được nữa nha. Ai vừa là quất luôn chứ không có dục dịch đi đâu được hết á. Cho nên là anh em mà mua mấy con này là phải biết chuẩn vào bụng mình luôn. Chứ còn mà không chuẩn là về là coi như nhích một phân là mất đi luôn, khỏi bần luôn này. Rồi từ trên này xuống đều và đẹp, dây chả còn. Bên này cũng ok, đều và đẹp nhé.
bên này cũng ngon lành, nhưng mà ở đây nó bị báo cáo anh em có một cái sợi gì đó, hay là bị lỗi sợi vải này, em nhìn thấy không đấy, nó bị một cái sợi gì nó móc này. Đó này, theo em thì nó không phải móc mà nó bị lỗi cái sợi dệt vải từ dưới lên trên, em nhìn thấy không đó, nó dệt nó bị lỗi một đường từ trên này xuống vậy thôi, chả có cái gì hết. Cái quần này mà anh em, mà em góp ý nha, nếu mà anh em mua con quần này về lỡ mà nó bị rỗng đi, à quần này đặc nhiệm đàng hoàng nha, nếu như mà nó bị rỗng đi thì làm sao, anh em chỉ mổ giùm em cái chút đường chỉ trong này này, mổ đi một chút, anh em luôn cái dây thun vào trong, luôn dây vào trong như lưng quần á, luôn vào trong cái lỗ này này, luôn vào đây cho nó chạy dài sang tới đây, thấy không? Mình chạy dài mình trần như cái quần Navy Seal lúc nãy á, chạy dài bắt đầu là mình rút cái dây thun lại, mình trần đầu hai đầu cái là nó dúm lại, được cái quần bẩn cần gì đâu. Hoặc anh em thích nữa, luôn cái dây vào trong luôn, rút cái dây như mấy cái quần ACU gì đó, trời luôn, mình đổ người ta làm được mình làm được, đúng không? Đổ cái dây 300.000 mã 16, anh em có thể về đổ được mà, không cần rộng, tự đổ luôn. Để em đo lại cái bụng mà, cái bụng này bụng 90, anh em rút về dùm em là 85, rút về luôn, về tự đổ luôn. Có 300.000 mã 16, bao đẹp. Ôi, cái quần này báo cáo anh em là quần này bụng 90 là 400-500.000, chứ không có 300.000 nữa nha. Tiếp một con áo của Philos không quân, con này là không có lót nữa, tức là nó hai mùa nhưng mà nó mất lót rồi. Vai của nó là 35, dài áo là 72. Con này hơi bị dơ này, không phải cái lông. Con này đều máu, đen thui lui. Con này anh em làm áo khoác nhẹ chạy đường thôi nha anh em. Chốt cho em con này 300.000 mã 17. Để coi thử con này là bao nhiêu ký mà. Dài áo 72. Dài áo 72. Con này là 75-85 ký. Anh em 75-85 ký. Nói chung là cái áo Philos không quân này thì nó là rẻ nhất trong các dòng Philos và dễ sử dụng nhất, bởi vì là anh em bận đi đâu cũng được và tuổi nào bận cũng hợp, dễ bận. Chốt cho em 300 nha. Mã 17. 300.000 mã 17. Anh em mình bữa nay còn nóng hay là lạnh ta? Bây giờ chỗ em thì nóng chết cha luôn, nóng cháy người luôn. Rồi tiếp một con áo của M65 của Naui này, dày như M65 luôn, M65 của Mỹ ạ. Nó là hai lớp rất là dày nha, hai lớp cúc thì thừa nữa. Nó chắc là nó phải có 3 lớp mà nó mất cái lót rồi đó. Vai của nó là 56 và dài áo là 77, 56-77. Cúc này. Con này của Hà Lan trên Na Uy, cái gì nói tào lao. Của Hà Lan 400.000 mã 18. Vải dày nha. Anh em bận con này là cứ liên tưởng áo M65 này. Nó dày chất vải y hệt như áo M65 luôn. Đấy, nút thì dày kình kình. Con này cũng có dây rút eo ở giữa nữa. Có dây rút eo ở giữa này. Túi chéo nha. Con này là 70-80 kg. Ai 70-80 kg thì chốt con này. Chốt cho em 400.000 mã 18. Còn 93-95% thôi. Còn chiều dài con áo này em đo lại kia mà. Dài áo 77-78 thì cao 1m7 trở lên nha. Ai cao 1m7 trở lên thì vừa con này.
chốt cho em mã 18. Tiếp một con áo sơ mi vải caro. Dòng này mùa hè bẩn mát nha anh em, tem này. Tem này. Vai của nó là 46. Dài áo là 76, 46, 76. Ở đây có hai cái ỉn núc, có vết ỉn núc á. Con áo này thì mới hóng lắm, nhưng mà nhìn màu áo thì đang mới, nhưng mà có vết này, có cái ỉn núc này thôi nha anh em. Đó. Em bán thì con nào như thế nào em sẽ nói như vậy. Có ngoại trừ mắt em đuôi không nhìn thấy, em không có nói thôi, chứ yên tâm đi. Rồi, con này chỉ có vết ỉn núc thôi. Rồi, 60 đến 70 kg. Có hai cái tem này, tem vai này. Đó. Rồi, ai ưng chốt 250 mã 14, 93, 94%. Con này bạn đi uống cà phê này. Cái dàn tem này. 93, 94% chốt chùm em. 250 mã 14. Tiếp một con áo của Không Quân. Cái lớp Không Quân nha anh em, navy này. Con này màu đen, cũng mất cái lớp lót trong luôn. Con này chỉ còn hai lớp rồi, bình thường nó là ba lớp ạ. Vai 56, vai hơi bự, dài áo 70. 350 mã 13, đen thù lùi luôn nha. Đều và đẹp. Đều và đẹp. To, con này nghe hơi to một chút. Con này 70-80 kg mà bụng phải thon gọn, chứ mà bụng mà to cũng không vừa đó. Bụng thon thon thôi nha anh em. 70 kg cho nó thoải mái đi. Chốt cho em 350 mã 13. 350 mã 13. Áo cái dòng của Không Quân này nó mới lắm. Con nào cũng đẹp trai lắm. 350 mã 13. Con này mới nè. Con Multicam này mới nè. Chứ vải kháng lửa, mùi kem. Mùi kem luôn. Chứ vải chống cháy nha. Vai của nó là 48. Dài áo là 75, 48, 75. Mới kém xà beng luôn. Con này là 70 đến 80 kg. Của đặc nhiệm 200.000 mã 15. Con này không tì vết luôn. Khỏi cần phải review. Mới quá. 70 đến 80 kg nha anh em. Rồi, ai ưng thì chốt giùm em con này là 200 mã 15. 200.000 mã 15. Con này mới quá. Anh em biết sao không? Hàng này mà nó đồ cũ, em bán đồ cũ, cho nên là thấy những con mà nó mới như vậy em quý lắm. Làm như kiểu là mình được vàng á. Toàn là những con nó bị lụng rách không à. Tiếp một con Navy Seal này. Chất vải caro. Giờ đây con buồn ngủ à trời. Vai 52. Vai 52 dài 78. Vai 52 là size medium. Size X large regular. Ủa sao vai 52 mà size X large? Em đo lại cái mà. Vai có 52 à. Navy Seal này vai có 52 này. Size X large mà vai có 52 à. Cái dòng này nó bẩn form gọn lắm anh em. Form rất là gọn nha. 52 là 89 kg. Nói 90-100 kg vẫn được coi chứ. 80-90 kg thôi cho nó thoải mái. Vai này thì vai của thằng đấy thôi. Còn có hai cái tem này. Thấy không? Hai cái tem. Áo còn 96%. 300.000 mã 11.
Áo này bình thường 500 trở lên. Dòng Navy Seal này nó hiếm lắm á. Chưa nói con này có một cặp tem nữa này. Chốt mã 11 giùm em nha. Tiếp tục một con thủy quân, con Multicam, con này chất vải cũng chống cháy luôn. Chống cháy luôn. Một con kia mới hơn, con này vai 50. Dài áo là 79. Mới thì cũng mới. Con này là 96 thì con kia là phải 98. Con nó mới lắm. Chưa có sử dụng mà. Con này nó cũng mới nhưng mà nó con kia mới hơn. Vai 50 là 70-80 kg. 70 đến 80 kg. Rồi ai ưng con này chốt cho em 200.000 mã 12. 200.000 mã 12. Đẹp và rẻ anh em ơi. Vì anh em mua mấy con này bận đi lao động, đi giao lưu đành bận đi lao động. Giá này thì tha hồ anh em phượt lao động luôn á. Tiếp một con này vải caro kaki, rần ri kaki. Vai của nó là 50-51. Vai 51 dài 75. Vai 51 dài 75, cái dòng tem này, anh em nhìn cái tem ở trên vai này. Không. Tem này, ba cái tem. Bên này một tem vai, 5 cái tem. Con này báo cáo là không có được mới lắm nha. Áo không được mới lắm nhưng mà tem là nhiều. 5 cái tem là được 250 mà con này có 300.000. 300 mã số 10 ạ. Ở bên này nó bị mất một cái tem này anh em này. Anh em thấy có một cái vòng tròn đây không ạ? Đó. Con này đồ mới thì được 93% thôi. Nó có vết để nút này. Ba trăm nghìn. Đấy, tem không là đủ rồi anh em ha. Giờ tem không đủ, con này là 75 kg. 65-75 kg, 80 là bụng thon gọn được. Bụng thon gọn 80 vẫn chui lọt. Rồi ai ưng chốt giùm em ha. 300 mã số 10. Hết. Em cảm ơn tất cả anh chị em. Và hẹn anh chị em tối nay 7 giờ ta lại tiếp tục giao lưu nha anh em. Anh em nào có thiện chí mua đồ cũ đã qua sử dụng thì chịu khó theo dõi like nhé. Còn anh em mà khách mới thì chắc chắn là chưa biết phương thức bán hàng bên em phải không ạ? Khách mới mua lần đầu là em xin cọc 50.000. Rồi thí dụ như con áo này mã số 10 300.000 nữa thì cọc 50.000 bằng một cái thẻ cào Vina Viettel, em sử dụng hai mạng đó. Bởi vì ai mà có tài khoản mà banking thì ok, nhưng mà không phải ai cũng có tài khoản để sử dụng, cho nên em sử dụng bằng cái thẻ cào. Đây là phương thức đơn giản dễ làm nhất. Còn 300.000 mà cọc 50 còn 250 cộng ship. Còn anh em chuyển khoản cho em từ cái đồ anh em mua 300 trở lên, chuyển khoản hết 300 trở lên thì em mới bao ship nhé. Còn dưới 300, thí dụ như cái áo này có 250 mà anh em chuyển khoản 50.000 thì em vẫn không bao ship được. Em trừ ra còn 200 nữa bao ship thì con áo thành ra em bán có 150 á. Đúng không? Cho nên là con áo phải mua từ 300 trở lên, chuyển khoản hết em bao ship. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Nhưng mà bên em cho xem hàng anh em, nhớ xem hàng giùm em ha. Xem hàng đúng hàng như đã bán thì anh em mới trả tiền. Còn chưa xem hàng thì không có trả tiền nha. Lưu ý giùm em cảm ơn. Bye.